Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì hôm nay thì như tiêu đề thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thời vụ để trồng bí đỗ hồ lô để cho nó đạt được cái năng suất ha. Thì mình thấy có rất là nhiều bạn đã bình luận trong kênh của mình á, là các bạn hỏi mình á là trồng bí đỗ vào cái tháng mấy thì nó sẽ đạt được cái năng suất ha. Thì nói chung với các bạn thì cái bí đỗ này á, thì mình trồng vào những cái tháng nắng á, thì nó sẽ là thích hợp hơn ha. Còn vào trồng vào những cái tháng mưa á, các bạn thì nó không có được cái năng suất mấy. Thì hôm nay thì mình làm cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thời điểm trồng cho những bạn mà ở miền Bắc cũng như là miền Trung cũng như là miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ luôn nha các bạn ha, hoặc là Tây Nguyên luôn. Nói chung là mình cũng đã tìm hiểu rồi. Thì mình ở đây á, thì mình ở cái khu vực là miền Tây. Thì mình thông thường á, thì mình sẽ trồng vào những cái tháng mà mùa nắng của mình. Tại vì ở trong Nam của mình á, nó chỉ có tháng nắng và cái tháng mưa thôi. Nhưng mà cái bí hồ lô này á, thì nó trồng được là quanh năm. Trồng vào những cái tháng mưa á, các bạn thì nó bị sương mai nè, cũng như là cái bị là bọ trĩ nè, nó rất là nhiều luôn. Mà mình sẽ tốn cái tiền thuốc, nhưng mà được cái á, là cái giá của nó các bạn thì nó sẽ nhỉnh hơn vào những cái tháng nắng. Những cái tháng nắng thì nó ít bệnh, mình trồng mình không có xịt sọt nhiều, nhưng mà giá thì nó có khi nó tầm khoảng đâu là 4.000 thôi, nó tầm đó. Rồi thì đối với mà các bạn nào mà đang ở miền Bắc á, thì cái vụ chính của nó thì nó sẽ tầm vào là cái tháng 10 với tháng 11 nha các bạn ha. Và cái tháng phụ của nó là khoảng tầm khoảng đâu là từ tháng 12 cho đến tháng Giêng ha. Còn ở miền Trung các bạn thì cái vụ chính của nó thì nó sẽ rơi vào cái tháng 12 hoặc là cái tháng Giêng hoặc là cái tháng 2. Còn cái vụ phụ của nó thì nó sẽ rơi vào cái tháng 3, tháng 4, tháng 5. Thì đó là cái khu vực là của miền Trung ha. Thì các bạn nào mà đang xem á thì các bạn hãy ghi lại ha. Còn đối với cái miền Tây Nam Bộ các bạn thì cái vụ chính của nó đó thì nó sẽ rơi vào cái tháng 11, tháng 12 và tháng Giêng ha. Còn cái vụ phụ của nó thì nó sẽ rơi vào cái tháng 2, tháng 3, tháng 4. Nó thì đó là những cái thời điểm để chúng ta có thể là trồng được ha. Còn miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên các bạn thì cái vụ chính của nó thì nó sẽ rơi vào cái tháng 4 và cái tháng 5. Còn cái vụ phụ của nó thì nó sẽ rơi vào cái tháng 8 và cái tháng 9 ha. Và thông thường các bạn thì cái trồng bí hồ lô này á, thì cái thời gian thu hoạch của nó thì nó sẽ tầm đâu khoảng đâu là từ 65 cho đến 70 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được rồi nha. Và cái giống mà mình hay trồng á, là mình thấy nó ok nhất á, là cái giống là đồng tiền vàng hoặc là cái giống trâu vàng. Hoặc nữa là cái giống là Hưng Nông ha. Cái Hưng Nông thì nó không bằng hai cái giống trên, nhưng mà nó cũng được nha các bạn. Thì trước đó thì mình cũng trồng cái giống Hưng Nông mình test cho các bạn đó. Nhưng mà mình trồng vào những cái tháng mưa thì nó cũng không có được tốt. Nhưng mà trồng vào những cái tháng nắng như mà những cái thời vụ chính mà mình mới vừa nêu cho các bạn thì nó cũng khá là hiệu quả ha. Những người bạn của mình trồng thì nó cũng rất là đạt luôn. Hoặc là bạn có thể là sử dụng cái giống Trang Nông ha. Đó. Còn cái mật độ mà gieo trồng á các bạn thì các bạn là có thể là tham khảo những video trước của mình ha, nhưng mà mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn nè. Thì nếu như là các bạn mà trồng hàng đôi á thì nó phải từ là 6 cho đến 7 mét ha, và cái cách khoảng của nó các bạn là phải từ là 5 tấc cho đến 6 tấc nha các bạn đó. Nhưng mà mình sẽ ước tính cho các bạn về trên 1.000 mét vuông luôn ha. Thì mình đã có một cái video chi tiết cho các bạn về cái chi phí luôn á, nhưng mà nó tầm khoảng là từ là 600 giây trên 1.000 mét vuông nha các bạn ha. Và các bạn có thể là mua cái hạt giống là gói là 100 hạt á, thì các bạn có thể là mua là 6 gói. Thì trung bình á, là cái mật độ các bạn thì nếu như là 1 giây á, mà mình lấy là 3 chèo á, thì mình lấy bỏ đồng luôn nha. Thì mỗi chèo là mình lấy là 3 trái thôi, nhưng mà trái nó khoảng đâu là tầm 1kg. Thì mình lấy là 600 giây mà mình nhân cho 3 lên á, thì nó khoảng đâu là 1 tấn 8 ha. Và 1 tấn 8 mà mình nhân cho cái giá trung bình luôn là 5.000 thôi, là nó khoảng đâu là 9 triệu nha các bạn ha. Và chi phí của 1.000 mét vuông á, khi mà mình trồng bí các bạn là tầm khoảng là 3 triệu phân thuốc luôn á. Còn nếu như mà phân thuốc thì nó lên nữa thì có thể là 4 triệu trên 1.000 mét vuông nha các bạn ha. Thì quy ra thì mình cũng còn được là 5 đến 6 triệu trên một công nha các bạn. Nó thì trong vòng là 70 ngày là mình có thể là mình kiếm lời trên 1.000 mét vuông là khoảng đâu là 5 đến 6 triệu trên 1.000 mét vuông. Thì đó là cái thông tin từ mình ha, các bạn có thể là tham khảo đại nhiều kênh để các bạn tìm hiểu ha. Nó thì cơ bản á, những cái loại bệnh mà ở trên cái cây bí hồ lô này các bạn thì nó chỉ có là nè, một nè, bị rầy nè, bị bọ trĩ nè, ở cái giai đoạn á, là nó từ là 10 ngày tuổi cho đến là 25 ngày tuổi các bạn thì nó rất là dễ bị bọ trĩ luôn nha. Nó thì anh em là phải mua thuốc là xịt cái bọ trĩ để phòng cái thun ngọn.
không là nó rất là dễ là bị thung ngọn luôn đó. Mà khi mà nó bị thung ngọn rồi các bạn, thì cái lượng trái ở trên cái dây bí của mình á, thì nó chỉ cho ra là những cái trái èo uột thôi, thậm chí là nó không ra trái luôn. Và khi mà anh em trồng bí á, thì anh em chịu khó là đi chỉnh dây cho nó ha. Và cái thời gian mà anh em mà đi thụ phấn cho nó này nọ đó, thì tầm khoảng đâu là từ 7 giờ sáng cho đến là 10 giờ sáng nha, không được trưa ha. Còn khi mà anh em mà đi xịt thuốc này nọ đó, ví dụ như anh em xịt bọ trĩ nè này nọ đó, thì anh em xịt vào cái buổi chiều cũng như là rầy đó. Thì những cái loại thuốc mà mình hay chia sẻ cho các bạn, ví dụ như là cái thuốc là Arsen nè, thằng Ram nè, thằng Bê Răng nè, thì đó là những cái loại thuốc mà để mà chúng ta xịt cái con bọ trĩ ha, cũng như là chúng ta phòng cái lở cổ rễ. Lở cổ rễ thì anh em có thể là xịt cái thằng nè Cardiotop nè, hai nữa là thằng Alios nè. Thì hai loại thuốc đó là nó rất là hay luôn trên cái bệnh là lở cổ rễ nha anh em, mà thậm chí là nó phòng được cái bệnh là xương mai luôn đó. Còn nếu như mà xương mai mà anh em mà nó nặng quá thì anh em có thể là xịt cái thằng Mad Hero của công ty là Mad Pacific ha, nó là 340 WB đó hay gì đó, mình không nhớ rõ cái hiệu thuốc nữa. Nhưng mà cơ bản thì các bạn lên Google á, thì các bạn search á, thì nó sẽ ra như vậy nha. Nó thì cơ bản thì nó chỉ vòng vòng thôi. Còn cái giá bí cái các bạn thì ở đây á, thì mình thấy á, vào những cái tháng mưa thì cái giá bí nó sẽ cao, nó tầm khoảng đâu là 9-10 ngàn luôn á. Còn những cái tháng mà nắng á, thì cái giá bí nó tầm khoảng đâu là 4-5 ngàn thôi. Thì do đó thì mình hồi nãy á, mình chia sẻ cho các bạn thì nó chỉ chung chung cái giá là 5 ngàn thôi. Thì 1 ngàn mét vuông thì anh em có thể là khoảng đâu là từ 1 tấn 8 ha, là cái giá là trung bình nha. Có nhiều anh em mà trồng vào những cái tháng mưa đó anh em, mà mưa mà nó dập quá, khi mà bông của mình mà nó mới ra trái này nọ đó, nó mới ra những cái nụ nhỏ nhỏ đó, mà gặp mưa coi như là xong luôn á, là nó tiêu luôn. Còn những cái tháng nắng thì bông mà nó ra, anh em chịu khó đi chỉnh dây này nọ ha, là nó ok liền. Thì cái giá bí của mình có thể là hơn 1 tấn 8. Ở đây là mình chia sẻ là cái mức giá là trung bình để cho anh em tham khảo nha, chứ không phải là mình nói là chắc nịch để cho anh em nó hoang mang. Nhưng mà cái giá mà mình chia sẻ cho anh em mà khi mà trên 1.000 mét vuông mà kiếm từ 5 đến 6 triệu thì cũng rất là ngon rồi. Nó thì anh em mà trồng nhiều công thì anh em cũng có lời thôi. Ví dụ như anh em trồng 2 công thì anh em kiếm 10 triệu trên 1.000 mét vuông, thì chi phí nếu như mà anh em mướn đất này nọ ra thì cũng còn được là 6-7 triệu hay gì đó. Nói chung là cũng có lời nha anh em ha, chứ không phải là không có lời nha. Rồi thì bạn nào mà có câu hỏi về bí hồ lô thì các bạn cứ bình luận đi ha, thì mình sẽ tranh thủ mình trả lời cho các bạn ha. Thì hiện tại thì bây giờ thì mình đang chuẩn bị mình làm chủ đề về qua Tết rồi, nhưng mà các bạn hỏi về cái chủ đề trồng bí hồ lô thì mình cũng chia sẻ cho các bạn thôi. Thì mình cũng mới vừa xong cái vụ bí hồ lô nha các bạn ha, mình mới trồng xong cái giống Hưng Nông á. Thì trước đó thì mình cũng quay đâu cả chục clip rồi cho các bạn xem đó, chia sẻ cho các bạn cơ bản là từ cách trồng cho đến là cái cách mà xịt sâu nó như thế nào và cách đi phân luôn đó. Thì video sau hay gì đó thì nếu như mà các bạn hỏi nhiều về cái chủ đề này thì mình tiếp tục là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình cho các bạn tham khảo nha. Rồi thì video mình quay tới đây thôi nha các bạn. Rồi mình xin được mến chào.